Vui mừng chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hiện nay thì tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp thì các nơi chiếu sáng công cộng hiện đang tiêu thụ một lượng điện có thể nói là khổng lồ. Và chúng ta thì đã có rất nhiều giải pháp để tiết kiệm điện năng nhưng thực sự chưa hiệu quả. Chính vì vậy mà ngày hôm nay trong chương trình Sáng tạo Việt thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái giải pháp nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên. Đó chính là hệ thống quản lý chiếu sáng công cộng thông minh bằng giải pháp công nghệ thiết bị Việt Nam Power Eco của nhóm tác giả đến từ Công ty Cổ phần Công nghệ Kỹ thuật Điện Toàn cầu nghiên cứu và chế tạo. Nhưng mà trước tiên ngày hôm nay để bắt đầu chương trình thì chúng ta hãy cùng nhau làm quen với hai đội chơi. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đội Tiên Phong. Đội Tiên Phong đến từ Viện Nghiên cứu Điện tử Tin học Tự động hóa với sự hiện diện của kỹ sư Nguyễn Đình Tuấn và kỹ sư Nguyễn Đình Đức. Cảm ơn sự hiện diện của đội Công nghệ mới. Đội Công nghệ mới đến từ Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội với sự hiện diện của thạc sĩ Nguyễn Đình Trinh và kỹ sư Đặng Hải Triều. Kính thưa quý vị, và không thể thiếu trong mỗi chương trình Sáng tạo Việt đó là sự hiện diện của hai thành viên rất quan trọng, hai thành viên của ban giám khảo. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Bích Đào, Giám đốc Công ty Đầu tư và Thương mại Vạn Mỹ Khánh. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vũ Gia và Cộng sự. Cảm ơn quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu phần thi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, phần thi Đi tìm nhà sáng chế. Hiện nay, nhiều giải pháp tiết kiệm điện, chiếu sáng công cộng đã được ứng dụng nhưng chưa mang lại hiệu quả cao. Một số giải pháp gặp phải nhiều khó khăn khi triển khai trong thực tiễn. Trước thực tế đó, anh Huỳnh Minh Hải và nhóm tác giả từ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Điện Toàn cầu đã nghiên cứu, chế tạo ra hệ thống quản lý chiếu sáng công cộng thông minh Power Eco để mở ra những hướng đi mới giải quyết thực tế này. Hệ thống đã tạo ra các sản phẩm điều khiển thông minh cho các bộ đèn HPS, LED dùng trong chiếu sáng công cộng, giúp tiết kiệm từ 30% đến 60% điện năng tiêu thụ của bộ đèn, đồng thời có thể chống quá áp, quá tải, sét lan truyền một cách hiệu quả và đảm bảo độ sáng đều cho cả tuyến đường. Ưu điểm vượt trội của Power Eco là sử dụng bộ vi xử lý, các linh kiện điện tử cảm biến, linh kiện điện tử công suất được lập trình linh hoạt, đa dạng và được gắn trực tiếp trên bóng đèn sẵn có. Do vậy, Power Eco có thể ứng dụng ngay trên những hệ thống đèn chiếu sáng đã có mà không phải thay thế thiết bị mới, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư. Thiết bị điều khiển của hệ thống được thiết kế nhỏ gọn và lập trình sẵn 16 chế độ công suất khác nhau sẽ giúp hệ thống dễ dàng điều khiển độ sáng của bóng đèn linh hoạt với từng thời điểm trong ngày, do vậy có thể tiết giảm đáng kể điện năng tiêu thụ của bóng đèn. Hệ thống có thiết bị Multi Preset Timer và modem GSM giúp người điều khiển dễ dàng đóng hoặc mở tuyến chiếu sáng, ra lệnh tiết giảm công suất cho tuyến đèn và nhận lệnh từ trung tâm điều khiển, đồng thời giám sát chặt chẽ dòng điện, điện áp, nhiệt độ, giám sát và phát hiện dễ dàng các sự cố, hư hỏng đèn, mất dây để xử lý kịp thời. Thiết bị PLCC modem và GSM có chức năng truyền lệnh từ trung tâm đến tủ chiếu sáng thông qua tin nhắn SMS cũng sẽ giúp cho hệ thống có thể tương tác với người dùng thông qua máy tính và phần mềm, nhận báo cáo từ tủ chiếu sáng, ghi nhận sự cố hư hỏng đèn, mất dây. Với những ưu điểm vượt trội của hệ thống tiết kiệm điện Power Eco, nhóm tác giả đã xuất sắc giành được giải 3 trong cuộc thi Nhân tài đất Việt năm 2015. Hiện nay, hệ thống tiết kiệm điện Power Eco đã được Công ty Điện Toàn cầu lắp đặt trên 12.000 thiết bị ở Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và nhiều tỉnh thành phía Nam khác. Kính thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng như hai đội chơi chúng ta có thể hình dung rõ nét hơn về hệ thống quản lý chiếu sáng công cộng thông minh Power Eco. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ngày hôm nay đại diện cho nhóm tác giả có anh Huỳnh Minh Hải đến từ Công ty Cổ phần Công nghệ Kỹ thuật Điện Toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào ban tổ chức, anh Thái Tuấn, hai đội chơi và toàn thể quý vị khán giả. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến với chương trình Sáng tạo Việt. Chúng ta theo dõi phóng sự và thấy thực tế thì mọi cái hoạt động đều rất là đơn giản đúng không ạ? Xin mời anh Hải có thể giới thiệu chúng tôi rất là nhanh thôi và khái quát để cho khán giả có thể nắm rõ hơn nữa về cái hệ thống mà các anh đã sáng tạo ra. Hệ thống quản lý chiếu sáng công cộng thông minh bằng giải pháp công nghệ thiết bị Việt Nam sử dụng chip SG8V1 do Bộ Khoa học Công nghệ cùng với lại chương trình Vi mạch Việt của Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra. Hệ thống của chúng tôi hoàn toàn do Việt Nam làm chủ từ phần cứng tới phần mềm, bao gồm là một thiết bị gọi là bộ điều khiển công suất tại đèn,
Và mỗi bộ điều khiển này sẽ gắn vào trên một bộ đèn chiếu sáng công cộng. Dạ. Rồi từ tủ điều khiển thì chúng ta có một cái bộ gọi là multi reset để mà nhận cái tín hiệu từ trung tâm. Ở trung tâm thì chúng ta có một bộ điều khiển trung tâm cộng với máy tính và phần mềm. Thì mình ngồi ở trung tâm sẽ điều khiển tắt mở theo thời gian từng mùa khác nhau, ra lệnh tiết giảm theo giờ và các cái cấp độ. Thì bộ điều khiển sẽ điều khiển được đến 16 cấp công suất. Ví dụ như đèn 250W thì là điều khiển từ 275W xuống tiết kiệm còn 125W. Và khi mật độ giao thông giảm thì càng về khuya thì là hệ thống càng tiết giảm điện nhiều hơn. Các anh đã triển khai được hệ thống này trong khoảng thời gian bao lâu và hiệu quả của nó có thể đánh giá sơ bộ là như thế nào? Từ 2009 đến nay thì chúng tôi đã cung cấp được khoảng trên 12.000 bộ. Riêng sử dụng chip SG8V1 của Việt Nam thì là đã hơn 800 bộ. Với một cái hệ thống quản lý chiếu sáng thông minh PowerEco như thế này, chúng ta sử dụng cho một cái địa điểm công cộng, đúng không ạ? Cụ thể đi, ví dụ như là một khu công nghiệp chẳng hạn, thì anh ước là khoảng phải đầu tư khoảng bao nhiêu tiền? Trung bình cho một cái tuyến đường mà sử dụng khoảng 20 bộ đèn thì đầu tư là khoảng 36 triệu. 36 triệu, và như vậy là nhưng không cao. Mỗi đèn có thể tiết kiệm theo giá điện hiện nay là khoảng 916.000 một năm. Và cái này thì có thể hoạt động được trong bao nhiêu năm? Cho đến nay là hoạt động được 6 năm, vẫn cũng không có hoạt động tốt. Dạ. Rất là tiết kiệm, đúng không ạ? Còn riêng về hệ thống thì anh còn một cái điều gì đấy băn khoăn ngày hôm nay ở chương trình Sáng Tạo Việt muốn chia sẻ với cả hai đội chơi chúng ta để họ có thể giúp anh hoàn thiện hơn nữa, đồng thời là có thể nhanh chóng đưa cái hệ thống này đúng như mong muốn của anh là đến với tay người tiêu dùng một cách nhanh và hiệu quả. Thiết bị này thì chúng tôi cũng còn đang chăn trở một cái vấn đề, đó là trong quá trình hoạt động của hệ thống chiếu sáng thì là mưa bão nó sẽ xảy ra, cây nó ngã đổ thì cái khả năng là nó sẽ làm đứt cái đường dây điện, nó sẽ gián đoạn các cái thời gian hoạt động. Thì về ban đêm, nguồn điện chiếu sáng thì có điện thì nó phản hồi được về trung tâm. Tuy nhiên vào ban ngày thì trên đường điện là không có điện. Thế thì đặt ra cho hai đội giúp công ty hoàn thiện sản phẩm hơn là bằng cách nào thì là ban ngày mình vẫn phản hồi được về trung tâm để mà mình có cái khắc phục kịp thời để mà cung cấp điện để mà đảm bảo an toàn giao thông. Cảm ơn anh Huỳnh Minh Hải với những chia sẻ của mình. Và với những chia sẻ như vậy thì hai đội chơi chúng ta cũng đã nhận được cái câu hỏi thách thức từ phía tác giả sáng chế. Rất mong muốn là ngày hôm nay hai đội chơi chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngoài việc trả lời câu hỏi thách thức thì các đội chơi chúng ta bằng kinh nghiệm, bằng những kiến thức mà mình đã có thì hãy cố gắng có những cái đóng góp để có thể cải tiến cái hệ thống này để làm sao hệ thống trở nên hoàn hảo nhất. Bây giờ thì sẽ là phần thực hiện nhiệm vụ của đội chơi đầu tiên, đội Tiên Phong. Xin mời các bạn. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa nhà sáng chế, kính thưa toàn thể khán giả. Trước hết tôi xin đóng góp cái ý kiến của tôi về cái giải pháp của băn khoăn của nhà sáng chế. Đó là trong quá trình mình sử dụng ấy thì có hai phương án. Một là sử dụng bằng cơ chế lập trình phần mềm của mình để mình sẽ giải quyết vấn đề. Đấy là trước khi mà phát điện buổi tối ấy, thì khi ban ngày để khi mình kích phát một xung phát điện ra để mình kiểm tra được toàn bộ hệ thống của mình để trước khi mình đưa vào sử dụng vào buổi tối. Và thứ hai là cái phương án về thay đổi một chút về phần cứng. Đó là ở trên mỗi bóng đèn mình sẽ lắp thêm một cái bộ sensor cảm biến về ôm điện trở để khi mà trước khi cái khi vào được sử dụng thì trong điều kiện hoạt động bình thường thì nó sẽ có tín hiệu kiểm tra quét theo thời gian định mình xác định trước khoảng độ là vài tiếng một lần để nó sẽ quét tín hiệu điện trở trên đoạn dây. Khi mà có thay đổi ở trên đường dây, ví dụ đường dây bị đứt thì cái điện trở điện dây nó bị yếu đi ấy, thì mình xác định rằng là điểm đoạn dây đấy đã bị đứt. Và tôi xin có một vài góp ý nhỏ thêm với lại sáng chế của tác giả, đó là nên đưa cả cái phần này liên kết với các nhà chế tạo đèn ấy, để mình tạo luôn ra một loại đèn tích hợp sẵn vào trong bóng đèn luôn, thì mình sẽ đưa được bên pháp lý, bên bộ khoa học công nghệ thì nó sẽ được cấp các tiêu chuẩn QC, QO cho cái bóng đèn. Tôi xin cảm ơn. Và suy nghĩ của anh thế nào? Cảm ơn phần chơi của đội. Về phần để mà
hợp chuẩn thì như em nói thì cũng có thể là một cái cách để mà mình tích hợp vào với lại các cái nhà máy sản xuất đèn. Còn về cái giải quyết thì về ôm thì cái đó thì cũng đã công ty cũng nghĩ tới và cái hướng đó thì là hoàn toàn chính xác. Đã, cảm ơn anh, cảm ơn đội chơi. Và bây giờ chúng tôi xin mời đội công nghệ mới các bạn bắt đầu phần thi của mình. Qua cái thuyết minh của tác giả về cả sản phẩm của mình thì nhóm công nghệ mới đưa ra một số cái góp ý để cải thiện sản phẩm. Thì cái nhất thì hiện tại thì tác giả đang sử dụng cái phương thức truyền thông GSM, đó là một cái truyền thông mà cái lượng thông tin nó truyền rất là ít. Thì cũng với cái nền tảng như thế thì nó tích hợp thêm một cái hệ thống là GPRS. Thì hệ thống này nó truyền thông dữ liệu là theo hướng dữ liệu là data. Thế nên là khi chúng ta tích hợp bộ Zigbee với bộ GPRS này thì chúng ta thu được, thứ nhất là thu được cái phản hồi từ cái đèn đường. Thì nó giải quyết được tình hình đó là trong các trường hợp mà mất điện, đúng không? Tức là cây đổ, bão, gió, nó cắt cái nguồn điện cấp vào cả cái bộ này luôn. Thì chúng ta có phát được, tức là chúng ta phát được cái nốt mạng này, nó tách ra khỏi hệ thống. Thì đấy là một cách phát điện thứ nhất. Còn cách phát điện thứ hai đó là với cái hệ thống mà tác giả không dùng cái bộ Zigbee này, điều khiển này, thì chúng ta có thể tích hợp thêm một cái bộ tích trữ năng lượng tạm thời. Thì với bộ này thì chúng ta cũng có thể là gắn thêm những cái còi báo báo động trong trường hợp mà xảy ra mất điện ở đấy, thì cái năng lượng này sẽ báo, nó sẽ báo cho cái đèn đấy là nó đang bị cắt nguồn điện. Một cái nữa đó là chúng ta có thể tích hợp thêm hệ thống camera, bởi vì hệ thống này chúng ta đã sử dụng cái hệ thống máy tính rồi, thì tích hợp thêm hệ thống camera để chúng ta giám sát được cái mật độ giao thông trên đường. Thì nhóm tôi nghĩ đấy là một giải pháp khá toàn diện để cải thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ý kiến của anh thế nào? Cảm ơn các bạn về phần góp ý. Về cái camera thì cái đó là chúng tôi cũng đang kết hợp, và cũng cảm ơn bạn rất nhiều để nhắc đến cái chuyện để mà cái kết hợp với camera, thì lúc đó thực sự là nó mới hiệu quả hơn là để mà mình định theo giờ, định theo thời gian. Thì thực tế thì mình sẽ có những ngày ở trong năm như lễ Tết thì nó không theo thời gian cả. Xin cảm ơn bạn. Xin cảm ơn đội chơi. Như vậy là cả hai đội chơi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và rõ ràng là với những đội chơi thì họ đã có một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hy vọng là đã có những đóng góp rất là thiết thực vào cái hệ thống quản lý chiếu sáng công cộng thông minh Power Eco của anh Huỳnh Minh Hải và các cộng sự nữa. Ngày hôm nay một lần nữa thay mặt ban tổ chức thì chúng tôi cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến đây chia sẻ về một cái giải pháp công nghệ thực sự hữu ích. Và hy vọng là trong thời gian tới thì anh sẽ tiếp tục cải tiến nó và tìm cách để có thể đưa cái hệ thống này đến thực sự với người sử dụng để chúng ta có thể tiết kiệm được điện năng. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn. Một lần nữa chúng tôi xin nói lời cảm ơn tác giả sáng chế và các cộng sự. Cảm ơn anh Huỳnh Minh Hải. Cảm ơn hai đội chơi chúng ta đã hoàn thành phần thi này. Và chúng tôi xin nhắc lại là phần thi đầu tiên này thì hai đội chơi chúng ta đã thực hiện xong hai nhiệm vụ, và tối đa sau khi các bạn thực hiện xong hai nhiệm vụ, các bạn có thể nhận được 3.000 điểm tương đương với 3 triệu đồng từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Ngoài ra, nếu như đánh giá các bạn có một cái giải pháp mang tính đột phá để có thể nâng tầm cái giải pháp công nghệ này thì các bạn còn có thể nhận thêm được 500 điểm thưởng nữa. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau lắng nghe phần nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn cái sự trình bày của hai đội chơi. Về vấn đề kế thừa và phát triển thì đội Tiên Phong cũng đưa ra một vấn đề, đó là liên kết các nhà chế tạo bóng đèn để các bạn đưa ra ngay tích hợp trên đó, và các bạn sẽ được cấp luôn những cái xin đăng ký tiêu chuẩn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có thể đưa được cái hệ thống đó theo đủ tiêu chuẩn mang ra. Đó là cái ý tưởng tôi nghĩ là cũng rất là hay. Còn đội công nghệ mới các bạn đưa ra là tôi cũng rất là tâm đắc vấn đề đấy, là camera quan sát, vì cái này nó ngoài cái ứng dụng quản lý về điện ra thì có thể tích hợp ngay trong hệ thống quản lý và tiết kiệm điện này bằng những cái mục đích khác khi chúng ta đã tiết kiệm được cái camera. Tại vì ánh sáng camera có cả đèn nữa, thì ví dụ như là an ninh trật tự chẳng hạn thì cũng có thể là chúng ta tích hợp được trong cái hệ thống này, thì tôi đánh giá cao các bạn đó. Đấy, thì tôi trong hai đội thì tôi đánh giá đội công nghệ mới cũng thứ nhất là ý tưởng cũng nhiều hơn và cũng có thiết thực hơn. Đấy, và các bạn cũng đưa ra được cái kế thừa và phát triển cũng tốt hơn. Vâng, và tiếp lời của giám khảo thứ nhất anh Vũ Mạnh Hùng thì tôi có một số ý kiến đóng góp như thế này. Thách thức mà bên anh Hải đưa ra với hai đội chơi thì tôi theo tôi hiểu thì đây nhiều hơn đó là một cái kiểm tra về cái nghiên cứu và cái tìm hiểu về mặt kỹ thuật của các bạn đã tìm hiểu sâu hơn
về cái sản phẩm của nhà sáng chế chưa? Chứ thật ra là bản thân phía công ty đã có những cái giải pháp để giải quyết cái thách thức này rồi. Thì như anh Hùng đã trao đổi rất là đầy đủ, đội tiên phong đưa ra được cái cách thức giải quyết đúng nhưng mà quá ngắn gọn. Đội công nghệ mới thì đưa ra thêm hai phương án nữa. Cái yêu cầu kế thừa và phát triển thì tôi thấy đội công nghệ mới thực hiện đúng về cái nội dung kế thừa và phát triển mang tính kỹ thuật hơn. Còn cái đề xuất của đội tiên phong nó chỉ là một cái gợi ý nhỏ trong quá trình thương mại hóa sản phẩm thôi, chứ nó không phải là kế thừa về mặt kỹ thuật. Hiện nay giải pháp của anh Hải là đang là tắt mở điện theo chương trình, được cài đặt trong chương trình và được điều khiển đi từ tủ điều khiển đi từ cái hệ thống máy tính của cơ quan quản lý hệ thống đường đó. Thế liệu tới lúc nào đó chúng ta sẽ phát triển theo một bậc, đó là nó sẽ có nhiều chức năng cao hơn nữa chứ không phải chỉ đơn thuần là quản lý cái điện năng sử dụng của đèn đường. Thì đó là một số đóng góp mà tôi nghĩ là các đội có thể tìm hiểu chuyên sâu và phát triển hơn nữa trong việc các bạn muốn kế thừa về mặt kỹ thuật của cái giải pháp này. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Bây giờ thì chúng ta cùng xem là với những đánh giá như vậy thì thành viên ban giám khảo chúng ta dành số điểm như thế nào cho các đội chơi. Với đội tiên phong ở nhiệm vụ đầu tiên các bạn nhận được 1.200 điểm và nhiệm vụ thứ hai các bạn nhận được 1.100 điểm. Và tổng điểm các bạn nhận được sau khi hoàn thành phần thi đầu tiên đó là 2.300 điểm, tương đương với 2.300.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Đội công nghệ mới, nhiệm vụ đầu tiên các bạn nhận được 1.300 điểm và ở nhiệm vụ thứ hai thì các bạn tiếp tục nhận được một điểm số cũng cao nữa, 1.300 điểm. Và tổng điểm của các bạn ở thời điểm này đó là 2.600 điểm, tương đương với 2.600.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Như vậy là cả hai đội chơi chúng ta đã có một khởi đầu khá là suôn sẻ, họ thi đấu rất là tốt và điểm số bây giờ thì cách nhau chưa có quá xa. Và chúng tôi hoàn toàn hy vọng là những đội chơi chúng ta tiếp tục phát huy cái lợi thế của mình để bước tiếp đến phần thi thứ hai của chương trình ngày hôm nay, phần thi thương mại hóa sáng chế. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi thứ hai của chương trình sáng tạo Việt hôm nay, phần thi thương mại hóa sáng chế. Kính thưa quý vị, ở phần thi thứ hai này thì dưới góc độ là người hợp tác đầu tư hoặc tiếp nhận chuyển giao sáng chế hay giải pháp công nghệ thì hai đội chơi chúng ta sẽ căn cứ vào thực trạng, tiềm năng, ứng dụng thương mại hóa của sản phẩm để đưa ra giải pháp thị trường, làm thế nào để có thể đưa cái giải pháp này vào thị trường một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Sau đó thì ban giám khảo chúng ta sẽ nhận xét, đánh giá và cho điểm phần thương mại hóa sáng chế dựa trên hai nội dung, đó là đánh giá thị trường mục tiêu và phân tích giải pháp thị trường. Và phần thi này thì mỗi đội chơi chúng ta có thể nhận được tối đa số điểm là 3.000 điểm, tương đương với 3 triệu đồng. Và bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu ngay với phần thi đầu tiên của đội Tiên Phong. Kính chào ban giám khảo và toàn thể khán giả đang xem truyền hình. Sau đây tôi xin thay mặt đội Tiên Phong trình bày giải pháp thương mại hóa hệ thống quản lý chiếu sáng công cộng thông minh bằng giải pháp công nghệ thiết bị Việt Nam. Đầu tiên về thị trường sản phẩm. Hiện nay có khoảng 1,2 triệu bộ đèn chiếu sáng trên đường phố Việt Nam. Ứng với mỗi bộ đèn, ta sẽ cần một thiết bị quản lý chiếu sáng công cộng. Trong tình trạng thiếu điện hiện nay, chính phủ yêu cầu tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng ánh sáng. Qua đó, các hệ thống quản lý chiếu sáng công cộng sẽ dần dần được ứng dụng rộng rãi trên mỗi bộ đèn. Thứ ba là hệ thống chiếu sáng công cộng ngày càng mở rộng, kéo theo thị trường cho các thiết bị quản lý chiếu sáng sẽ ngày càng phát triển. Về nhu cầu sản phẩm, hiện nay sản phẩm của chúng tôi hướng tới thị phần là các doanh nghiệp, đó là các công ty doanh nghiệp chiếu sáng đô thị, các doanh nghiệp công cộng, các doanh nghiệp quản lý hạ tầng đường, các khu công nghiệp, khu đô thị. Về giải pháp thị trường, tiếp tục phát triển thị trường khu vực phía Nam, mở rộng tới các thành phố trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, mở đại lý phân phối tại phía Bắc, giới thiệu Power Eco tới các công ty, doanh nghiệp chiếu sáng công cộng, các công ty tư vấn, thiết kế giải pháp chiếu sáng, mời dùng thử miễn phí trong vòng 2 tháng, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất bóng đèn, cột đèn chiếu sáng, tạo sản phẩm đồng bộ để tăng tính năng, giảm giá thành sản phẩm, đẩy mạnh truyền thông quảng cáo Power Eco, tạo thương hiệu, đồng thời cải tiến, phát triển thêm sản phẩm khác có khả năng ứng dụng cho hộ gia đình. Phần trình bày của chúng tôi xin hết, xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi xin cảm ơn phần trình bày của đội Tiên Phong và bây giờ thì chúng tôi xin mời đội công nghệ mới các bạn trình bày. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các quý vị khán giả, sau đây là phần trình bày với chủ đề thương mại hóa giải pháp công nghệ Power Eco của đội công nghệ mới đến từ Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Để đánh giá nhu cầu về thị trường thì trước hết chúng ta cùng xem xét một bài toán kinh tế nhỏ như sau. Thực trạng tiêu thụ điện của nước ta năm 2015 đó là gần 34.000 MW điện năng được tiêu thụ để phục vụ chiếu sáng. Và nếu như
sử dụng sản phẩm PowerEco chúng ta có thể tiết kiệm được từ 30 đến 60% lượng điện năng tiêu thụ. Như vậy, trong một năm, ít nhất chúng ta có thể tiết kiệm được hơn 3.500 MW, cái lượng công suất gấp 3,5 lần công suất của nhà máy nhiệt điện phả lại. Cái hiệu quả kinh tế trên chỉ ra một điều rằng cái sản phẩm của PowerEco đang có một cái thị trường rất là rộng mở. Sau khi phân tích thị trường như vậy thì chúng tôi cho rằng cái sản phẩm này có một thị trường khá đặc thù, do đó đối tượng khách hàng không nên quá dàn trải. Và chúng tôi nhấn mạnh vào cái đối tượng khách hàng mục tiêu chúng ta cần tiếp cận, đó là thứ nhất, đó là các cơ quan nhà nước, ví dụ như Sở Điện lực, cơ quan quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng. Và thứ hai, đó là các doanh nghiệp lớn điều hành các khu công nghiệp tập trung, các khu đô thị. Thương mại hóa sản phẩm, chúng tôi xin đưa ra phương án như sau. Thứ nhất, tiếp cận thị trường thông qua việc đấu thầu dự án để đưa sản phẩm trực tiếp đến khách hàng. Thứ hai, để duy trì kinh doanh thì cần thiết phải xây dựng một giải pháp tổng thể và các dịch vụ đi kèm, chứ không chỉ đơn thuần là bán sản phẩm. Từ đó thì sẽ tạo được mối quan hệ lâu dài với khách hàng cũ, cũng như là nâng cao uy tín quảng bá thương hiệu của công ty đối với khách hàng mới. Và cuối cùng, để mở rộng sản xuất thì công ty sẽ cần tập trung kinh doanh trong thị trường cốt lõi để nhanh chóng tái đầu tư và mở rộng quy mô. Đội chơi xin được kết thúc phần trình bày tại đây. Xin cảm ơn. Cảm ơn đội công nghệ mới. Và các bạn có một cái phản hồi gì đó với phần trình bày của đội Tiên Phong hay không? Xin mời các bạn. Trong cái phương án mà đội Tiên Phong đưa ra thì có một phương án là gợi ý cho nhà sản xuất đề nghị các doanh nghiệp, khách hàng dùng thử cái sản phẩm trong vòng 2 tháng. Thì như cái tình hình hiện tại đó là liệu rằng cái doanh nghiệp của chúng ta có đủ nguồn vốn để mà cung cấp một chế độ khuyến mãi, có thể gọi là nó hơi mạo hiểm. Khi mà cái nguồn vốn của chúng ta chưa lớn thì cái việc tái đầu tư nó còn bị rất phụ thuộc vào cái nguồn kinh phí ban đầu. Đội Tiên Phong liệu có thể đưa ra một cái phương án cụ thể hơn? Dạ, xin mời đội Tiên Phong. Cái hình thức này để là mình thu hút sự chú ý của công chúng và các địa phương với đối với cái sản phẩm của mình, là cái điều kiện để mình đưa ra 2 tháng để áp dụng thử. Đó là một thời gian không quá dài, không quá ngắn, để thấy được, cho thấy được lợi ích của cái việc lắp bộ đèn này để giảm thiểu được lượng điện năng tiêu thụ. Hình thức để mình cho mượn sản phẩm mình để dùng thử ấy, đèn mình lắp lên là nó thực sự là không đáng kể. Nếu đứng là một nhà đầu tư thì mình sẵn sàng mình chấp nhận mạo hiểm để mình đầu tư. Cảm ơn các bạn. Và phản hồi các bạn với phần trình bày của đội công nghệ mới có gì không ạ? Giải pháp thị trường của bạn có là đã tiếp xúc với nhà đầu tư, lên phương án ngay từ đầu đưa vào trước khi lắp đặt đấy. Các bạn có dự định gì về hình thức như thế này ạ? Đội chơi chúng tôi đưa ra 2 ý tưởng. Thứ nhất, tiếp cận trực tiếp với lại chính phủ. Cái thứ hai là tiếp cận với lại doanh nghiệp. Khi mà sản phẩm mình đã xác định là nó tốt rồi thì chúng ta có thể là thông qua đấu thầu dự án trực tiếp. Ở đó chúng ta sẽ thể hiện được cái chất lượng sản phẩm của mình và cái ưu thế của sản phẩm mình như thế nào. Tức là sẵn sàng cho dùng trong vòng 2 năm, sau đó thì lấy cái tiền dư của cái việc mà tiết kiệm năng lượng đấy để chi trả cho hệ thống ấy thì đấy là một cái ưu thế. Thì đấy là cái cách vì sao đội chúng tôi đưa ra cái tiếp cận trực tiếp như thế, thì nó sẽ có được những cái mà sẽ tiếp cận thị trường nó tốt. Cảm ơn hai đội chơi với những phần trình bày và phản hồi vừa rồi. Quả thực là với mỗi đội chơi thì chúng ta đều có một cái ý kiến của riêng mình thôi, và họ bảo lưu cái ý kiến của họ. Còn với hai thành viên từ ban giám khảo, họ nghĩ gì? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Xin trân trọng kính mời. Tôi sẽ bắt đầu với đội Tiên Phong trước. Khi mà phân tích về thị trường sản phẩm thì các bạn đã rất là thông minh. Các bạn đề cập tới con số trực tiếp luôn, trên 1,2 triệu bộ đèn. Thì như vậy chúng ta đã thấy ngay là 1,2 triệu bộ đèn tương đương với 1,2 triệu thiết bị có thể bán ra ngay lập tức. Như vậy đã thấy ngay được con số sản phẩm, quy mô, doanh thu của chúng ta là bao nhiêu. Thế thì đây là cái cách phân tích thị trường rất là thông minh và thuyết phục. Và khi mà các bạn đưa ra giải pháp thị trường thì cũng rất sáng tạo và thông minh. Các bạn đã mạnh dạn đưa ra một cái phương án là chúng ta sẽ mời các công ty sử dụng miễn phí trong vòng 2 tháng cái hệ thống thiết bị thông minh này. Nếu như với một đơn vị sản xuất, đây là giải pháp của họ, thiết bị cũng của họ, mà nhất định là những cái bộ thiết bị Made in Việt Nam nữa. Thế thì khi mà chúng ta tài trợ trên một đoạn đường ngắn demo thôi thì tôi tin rằng là chi phí nó sẽ không cao. Phải có cái bước đầu tư táo bạo đó thì tôi nghĩ là cái khả năng thuyết phục sẽ cao hơn đối với những cái sản phẩm công nghệ như thế này. Và một điểm cuối cùng nữa đó là đưa ra ý kiến là nên liên kết với các doanh nghiệp sản xuất đèn, cột đèn để mà tạo ra các sản phẩm đồng bộ. Đây là một cái ý tưởng liên danh rất là thông minh. Hai bên sẽ đều có lợi, win-win. Với đội công nghệ mới thì khi mà đánh giá về nhu cầu thị trường thì các bạn lại
làm cho mọi người tập trung vào cái khả năng tiết kiệm điện nhiều hơn, nhưng mà chưa có cho tôi thấy rõ cái tiềm năng, cái quy mô của thị trường này nó là như thế nào. Tuy nhiên, trong cái phần trình bày của các bạn về mặt kinh doanh thì có một ý tưởng rất hay, rất sáng tạo, rất mới, và tôi thấy hoàn toàn khả thi với cái giải pháp công nghệ này. Đó là các bạn đã nhìn ra được một đối tượng khách hàng khác mà giải pháp công nghệ này có thể điều chỉnh để hướng tới nữa, đó là các nhà máy sản xuất. Bởi vì đúng là rõ ràng tại sao chúng ta đã có thể điều khiển hệ thống đèn đường, thì chúng ta cũng với một cái phần mềm chương trình đó, với những thiết bị đó, có thể điều chỉnh đi đôi chút cho nó phù hợp hơn, nhờ điều khiển cả hệ thống đèn công suất lớn của những cái nhà máy. Thì đây là một cái ý tưởng rất là hay. Về khách hàng mục tiêu của bạn thì các bạn bỏ rơi đi một nhóm khách hàng tương đối quan trọng, đó là các khu đô thị, khu dân cư. Về thương mại hóa sản phẩm thì tôi thấy phần này các bạn hơi lý thuyết. Có nghĩa đây là những các cái bước tiếp theo đi sâu hơn sau khi chúng ta đã thương mại hóa được sản phẩm. Và ngay cả đó là các bước sau thì cái cách các bạn đặt vấn đề nó cũng vẫn còn sách vở và nó lý thuyết lắm, chưa có được thuyết phục lắm. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của chị Đào và về các đội chơi. Tuy nhiên thì tôi cũng có thêm một số ý kiến như sau. Về lựa chọn khách hàng mục tiêu thì tôi đánh giá đội tiên phong cũng cao hơn, tại vì các bạn đã đánh giá được các đối tượng mục tiêu khách hàng cũng rất là rõ. Đó là công ty, doanh nghiệp chiếu sáng đô thị công cộng, đặc biệt là các khu công nghiệp và khu đô thị. Trong khi đó thì đội công nghệ mới thì các bạn đã đánh giá về cái đối tượng mục tiêu tiếp cận thì chỉ thuần túy là một cái các cơ quan nhà nước và các khu công nghiệp thôi. Các bạn đã bỏ qua những đối tượng khác mà mình thực tế có thể hướng tới và nhu cầu thực tế là vẫn có. Còn về giải pháp thị trường thì ngoài những ý kiến của chị Đào về vấn đề của đội tiên phong thì tôi cũng thấy một ý tưởng, đấy là các bạn là cải tiến và phát triển thêm các sản phẩm khác. Đấy, thì tôi nghĩ rằng đây là cũng mà cái ý tưởng các bạn là cũng tốt, bởi vì là không chỉ dừng lại một cái sản phẩm này đưa ra thị trường mà các bạn có những sản phẩm khác nó thuận tiện hơn, tôi nghĩ là cũng rất là hợp lý. Thì ngoài ra thì tôi cũng rất thích ý kiến của đội tiên phong, đấy là cái liên kết với doanh nghiệp. Bởi vì với nhu cầu thị trường này thì theo ý kiến cá nhân tôi thì bao giờ cũng phải có sự liên kết thì mới tạo sự win-win được. Mỗi một doanh nghiệp chỉ độc lập thì tôi nghĩ là cái khả năng thành công trên thị trường là sẽ rất khó. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Với hai đội chơi thì các bạn đã biết là hai thành viên từ ban giám khảo đánh giá rất cao phần chơi của đội tiên phong. Và ở phần chơi này, với cái nhiệm vụ đầu tiên các bạn nhận được số điểm gần như là tuyệt đối, 1.400 điểm. Ở nhiệm vụ thứ hai các bạn tiếp tục nhận được 1.400 điểm nữa và nhận về mình số điểm là 2.800 điểm sau khi các bạn hoàn thành phần thi thứ hai. Và tổng điểm của các bạn sau khi đã hoàn thành hai phần thi đó là 5.100 điểm, tương đương với 5.100.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Với đội công nghệ mới thì ở phần thi thứ hai này các bạn cũng đã rất cố gắng và cũng nhận được cái đánh giá khá cao từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Tuy nhiên thì điểm số các bạn nhận được qua các cái nội dung thi ở phần hai này thì nó thấp hơn một chút. Ở cái nội dung đầu tiên các bạn nhận được 1.200 điểm, nội dung thứ hai cũng là 1.200 điểm, tổng điểm ở phần thi thứ hai của các bạn là 2.400 điểm và tổng số điểm các bạn nhận được sau hai phần thi đó là 5.000 điểm, tương đương với 5.000.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Nhưng trước khi bước vào phần thi tiếp theo thì chúng ta một lần nữa nói lời cảm ơn hai thành viên từ ban giám khảo. Xin trân trọng cảm ơn bà Bích Đào, trân trọng cảm ơn ông Vũ Mạnh Hùng đã đến với chương trình Sáng Tạo Việt ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin mời hai đội chơi chúng ta sẽ tiếp tục với phần thi tiếp theo trong chương trình Sáng Tạo Việt, phần thi lựa chọn thông minh. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi thứ 3 trong chương trình Sáng Tạo Việt, phần thi lựa chọn thông minh. Ở phần thi lựa chọn thông minh này thì sẽ có hai tình huống cùng với hai câu hỏi dành cho các đội chơi của chúng ta liên quan đến các vấn đề như xác lập, thực thi quyền sở hữu trí tuệ hay chuyển giao công nghệ. Và nhiệm vụ của các đội chơi chúng ta là hãy suy nghĩ thật kỹ để có thể đưa ra những phương án trả lời A, B hoặc C. Các đội chơi chúng ta bấm đèn trả lời trước, nếu trả lời đúng các bạn có 500 điểm. Bấm đèn trả lời đúng nhưng trả lời sau các bạn chỉ có thể nhận được 300 điểm mà thôi. Ngoài ra ở phần thi này thì chúng tôi dành cho các bạn một lần sử dụng chữ S may mắn để đặt cược. Nếu như các bạn sử dụng chữ S may mắn trả lời đúng thì điểm số ở câu trả lời đó của các bạn sẽ được nâng lên gấp đôi. Đó cũng chính là cơ hội cho hai đội chơi chúng ta có thể bứt phá để bước vào
phần chơi cuối cùng với tư cách là đội chiến thắng. Hy vọng hai đội chơi chúng ta sẽ thi đấu thật tốt trong phần thi thứ ba này. Và trước khi bắt đầu với câu hỏi đầu tiên thì xin mời cả hai đội chơi chúng ta sẽ theo dõi đoạn phim tình huống sau đây. Ui, lượt like nó cứ nhảy tưng tưng như thế này á. Này. Cái gì vậy? Ra đây anh bảo này, em nhìn xem. Anh vừa mới post lên Facebook có một lúc thôi nhá, em nhìn xem. Hàng chục ca like, hàng trăm lượt chia sẻ này. Ôi giời, ngày mai ngày kia anh sẽ trở thành người nổi tiếng. Lúc đấy thì đừng quên em nhé. Gì mà phấn khởi thế? Này, biết gì chưa? Sếp của mình ý là rất dị ứng với mạng xã hội, không bao giờ lên Facebook. Thế nào mà hôm nay đăng đàn viết một bài dạy ngoằng luôn. Thế xong rồi bắt tôi download in ra văn bản. Này, đọc đi. Cái gì đấy? Đấy, quy trình tiết kiệm điện năng. Đấy, vừa bảo với tôi ý, về nói với cả các cô các cậu ấy là gì? Áp dụng quy trình này, thấy bảo là giảm được 3-40% tiết kiệm điện năng đấy. Này, nhìn kỹ xem, cái này là sáng kiến của tôi vừa mới đăng lên Facebook đấy. Này, nhìn xem, đấy, cái gì? Giống nhau chưa? Đấy, tôi nói cho hai người nghe nhá. Đúng cái quy trình này rồi. Nếu mà công ty áp dụng cái quy trình này của tôi ấy, thì mỗi năm nó tiết kiệm được hàng trăm triệu đấy, chả chơi đâu. Rồi ui, tại sao ông đưa hết những cái quy trình đấy lên mạng hả? Tại sao nhá, ông không cho công ty của mình áp dụng, đúng không? Áp dụng thử, thành công một cái là ông đăng ký lên ban giám đốc. Rồi lúc đấy công ty của mình sẽ công nhận của ông nó là sáng kiến. Nhưng mà tôi... Nhưng mà cái gì nữa hả? Ông đăng cái giải pháp lên mạng xã hội như này là tất cả mọi người cũng biết. Em chỉ vừa nhìn qua một cái là em áp dụng được luôn ý. Ui dồi, áp dụng được luôn cái này á? Rồi ui, ông thấy ông dại chưa hả? Thế như thế là gì? Là mất đi tính mới. Mà mất đi tính mới là không đủ điều kiện đăng ký, đó là sáng kiến của ông. Hiểu chưa? Thì nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ vẫn còn kịp chứ. Có phải không em? Phải, đúng rồi. Này, em ba phải vừa thôi. Cái gì cũng đúng rồi, đúng cái gì? Thì theo em là như thế này nhá. Nếu anh Quân chứng minh được anh Quân là tác giả của giải pháp đó, và khi công ty của mình sử dụng giải pháp đó thì phải công nhận đó là sáng kiến và có chế tài khen thưởng cho anh Quân để khích lệ động viên anh em chứ, đúng không anh? Đúng đấy. Đã không biết gì rồi cũng thưa thớt. Này tôi hỏi ông nhá, ông có công nhận rằng công ty của mình ý, hàng năm ấy là phải mất khoảng 100 triệu đồng để trả thù lao cho những sáng kiến, đúng không? Đúng. Nhưng với điều kiện ý, cái giải pháp của ông ấy là phải được đưa vào thử nghiệm lần đầu, ông hiểu không? Trước khi công khai. Đằng này ông công khai rồi thì làm sao mà đăng ký là sáng kiến của ông được? Khổ quá, thì bây giờ tôi phải làm thế nào? Phải làm thế nào ạ? Như vậy là cả hai đội chơi chúng ta đã theo dõi đoạn phim ngắn vừa rồi. Và ở đoạn phim ngắn đó thì nhân vật là anh Quân của chúng ta quả thực là rất bối rối vì đã làm một cái công việc mà phải nói là hơi dại dột một chút. Và có rất nhiều câu hỏi băn khoăn được đặt ra từ phía anh Quân. Và sau đây sẽ là câu hỏi dành cho cả hai đội chơi chúng ta. Anh Quân giới thiệu công khai một giải pháp kỹ thuật giúp tiết kiệm điện trong sản xuất đến mức căn cứ vào đó có thể áp dụng ngay được. Nếu sau đó giải pháp này được đưa vào áp dụng tại công ty anh thì có còn tính mới để được xét công nhận là sáng kiến tại công ty anh hay không? A. Không, vì giải pháp đã bị bộc lộ công khai nên không còn tính mới để được công nhận là sáng kiến. B. Có, chỉ cần giải pháp được áp dụng lần đầu tại cơ sở thì được coi là còn tính mới. Hay C, tùy theo quy định của công ty anh. Xin mời hai đội chơi. Như vậy là rất là ngạc nhiên, ở câu hỏi đầu tiên này thì cả hai đội chơi chúng ta đã lựa chọn chữ S may mắn, và điều đó đồng nghĩa với việc là họ hơi mạo hiểm một chút. Điều quan trọng thì cũng không cần tính tới là đội chơi nào trả lời trước nữa, bởi vì hai đội chơi chúng ta đã có những lựa chọn khác nhau. Đội công nghệ mới các bạn lựa chọn phương án A là câu trả lời, trong khi đó thì đội tiên phong chúng ta lựa chọn phương án C là câu trả lời. Và điều quan trọng nhất giờ đây là chúng ta hãy xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Thưa các bạn, khoản 1 điều 4 điều lệ sáng kiến được ban hành kèm theo nghị định 13/2012 NDCP của Chính phủ về ban hành điều lệ sáng kiến có quy định: một giải pháp được coi là có tính mới trong phạm vi một cơ sở nếu tính đến trước ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến hoặc ngày bắt đầu áp dụng thử hoặc áp dụng lần đầu, tính theo ngày nào sớm hơn trong phạm vi cơ sở đó, giải pháp đáp ứng đầy đủ nhiều điều kiện, trong đó bao gồm chưa bị bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu, kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được. Như vậy, đáp án chính xác ở câu hỏi này là đáp án A. Chúng tôi xin chúc mừng đội công nghệ mới. Như vậy là ở phần thi này thì đội công nghệ mới chúng ta đã rất may mắn, họ sử dụng chữ S may mắn và trả lời đúng ở câu hỏi này. Các bạn cộng thêm một quỹ điểm của mình 1.000 điểm nữa và nâng tổng số điểm các bạn có sau khi các bạn hoàn thành câu hỏi đầu tiên ở phần thi thứ 3, đó là 6.000 điểm, tương đương với 6 triệu đồng. Chúc mừng các bạn.
Với đội tiên phong thì rất là tiếc bởi vì các bạn đã sử dụng chữ S may mắn rồi và trả lời không đúng. Vì vậy chúng tôi phải trừ đi 250 điểm trong quỹ điểm của các bạn. Và số điểm còn lại của các bạn ở thời điểm hiện tại đó là 4.850 điểm, tương đương với 4.850.000 đồng. Và hy vọng là đội tiên phong chúng ta sẽ nỗ lực vượt bậc ở câu hỏi tiếp theo này. Và trước khi đến với câu hỏi tiếp theo ở phần thi thứ 3, chúng ta tiếp tục theo dõi một đoạn phim tình huống sau đây. Dạ, báo cáo anh là thế này. Hôm nay em đến đây là để bàn lại với anh về về cái cách mà anh em mình thanh toán, hình thức thanh toán cái hợp đồng chuyển giao công nghệ ấy anh. Thì cứ bàn đi, bàn đi. Dạ, bàn đi. Thưa anh, bên em hiện không có đủ lực lượng tiền mặt để thanh toán ngay cho bên anh được. Thế nên là hôm nay anh xem có hình thức thanh toán nào khác không ạ? Sao? Không đủ tiền mặt à? Này, tôi nói cho cậu biết nhé, bản thân tôi cũng không muốn chuyển giao cái dây chuyền công nghệ đâu nhé. Đây là dây chuyền công nghệ mà tôi tâm đắc nhất, tốn nhiều thời gian nghiên cứu nhất nhé. Chẳng qua là tôi cần khoản tiền mặt gấp để giải quyết việc riêng. Nên mày... mà anh chị xem thế nào, giải quyết tiền mặt cho tôi đi. Được rồi, anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đã. Anh cứ bình tĩnh. Nói thật là hôm nay bọn em đến đây không phải là kể nghèo kể khổ gì đâu, mà là như thế này này. Thế nào? Trong một quãng thời gian ngắn, em không có khả năng để huy động cái số tiền mặt lớn như thế. Thế cho nên là mình mới phải bàn bạc lại, hiểu không? Bây giờ thế này, em có một cái đề xuất là thế này. Em sẽ thanh toán cho anh 60% tiền mặt và 40% còn lại sẽ là hàng hóa, được không? Hàng hóa. Hàng hóa? Vâng. Dạ vâng ạ. Hàng hóa thì cũng là tiền mà anh. Này, tôi nói cho chị biết nhé, anh chị định đùa tôi đấy à? Anh chị nghĩ sao mà bảo những người nghiên cứu khoa học như tôi đi tiếp thị hay đi bán hàng? Anh chị nghĩ thế khác gì đánh đố tôi hả? Này, tôi là nhà nghiên cứu nhé, còn việc kinh doanh là của các anh chị nhé. Hay là mình chuyển sang hình thức hợp tác đầu tư đi anh. Hợp tác đầu tư? Hợp tác đầu tư? Bây giờ thế này, bên em sẽ trả cho anh làm hai đợt. Trả cho anh 70% tiền mặt và 30% còn lại sẽ là coi như anh góp vốn vào công ty của em. Lúc đó, đương nhiên anh sẽ là một trong những cổ đông của bên em rồi. Cổ đông? Vâng. Đúng đấy anh ạ. Như thế thì anh sẽ trở thành đồng sở hữu của dây chuyền công nghệ này đấy ạ. Ồ, thế có nghĩa là công ty làm ăn có lợi, dạ, thì là anh cũng có lợi. Đúng ạ. Cái này thì để nghĩ thêm tí đã nhá. Sau khi đã theo dõi kỹ đoạn phim ngắn vừa rồi thì ban tổ chức có một câu hỏi dành đến cho cả hai đội chơi chúng ta như sau. Theo các bạn, các bên tham gia giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ có thể thỏa thuận thanh toán giá trị hợp đồng chuyển giao theo phương thức nào sau đây để phù hợp với quy định của pháp luật chuyển giao công nghệ? A. Trả bằng tiền hoặc hàng hóa. B. Chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư. Hay C. Lựa chọn một trong các hình thức trên. Xin mời cả hai đội chơi. Chúng ta thấy là các đội chơi lần này thì lựa chọn rất là nhanh và đội chơi đưa ra tín hiệu lựa chọn đầu tiên đó là đội tiên phong. Đội công nghệ mới chúng ta trả lời sau. Cả hai đội chơi chúng ta lựa chọn phương án C là câu trả lời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Thưa các bạn, khoản 2 điều 3 Nghị định 133 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật chuyển giao công nghệ quy định về phương thức thanh toán trong hợp đồng chuyển giao công nghệ. Theo đó, các bên tham gia hợp đồng có thể thỏa thuận thanh toán theo một hoặc một số phương thức sau đây. Một là trả một lần hoặc nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa. Hai là chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp vào dự án đầu tư hoặc vào vốn của doanh nghiệp. Như vậy, chúng tôi chúc mừng cả hai đội chơi. Phương án C là phương án trả lời đúng. Chúc mừng các bạn. Ở câu trả lời này thì cả hai đội chơi chúng ta đều trả lời đúng. Và như quý vị và các bạn đã biết thì đội tiên phong là đội đưa ra tín hiệu trả lời trước tiên, nên các bạn nhận về thêm mình 500 điểm nữa và nâng tổng số điểm của các bạn sau khi hoàn thành 3 phần thi trong chương trình Sáng tạo Việt đó là 5.350 điểm, tương đương với 5.350.000 đồng. Xin chúc mừng. Với đội công nghệ mới, các bạn bấm đèn trả lời sau. Tuy nhiên thì các bạn cũng đã trả lời đúng và các bạn có thể cộng thêm vào quỹ điểm của mình 300 điểm nữa. Và số điểm các bạn nhận được ở thời điểm hiện tại sau khi đã vượt qua cả 3 phần thi trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay đó là 6.300 điểm, tương đương với 6.300.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Và một lần nữa, chúng ta nói lời chúc mừng đội công nghệ mới. Các bạn chính là đội thi thắng cuộc sẽ bước vào phần thi cuối cùng trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Phần thi đặc biệt. Chúc mừng các bạn.
Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi cuối cùng trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Phần thi đặc biệt với sự hiện diện của đội chơi công nghệ mới. Quả thực là với hai thành viên của đội công nghệ mới, các bạn rất xứng đáng phần thi này bởi vì các bạn đã nỗ lực rất nhiều và có một chút may mắn nữa. Ở phần thi đặc biệt này thì chúng ta sẽ phải trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức xã hội liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta có quyền trả lời tối đa là 2 lượt cho một câu hỏi trong khoảng thời gian rất ngắn thôi là 60 giây. Nhưng nếu các bạn có thể làm được điều này thì các bạn sẽ nhận được một cái phiếu mua hàng trị giá là 5 triệu đồng. Rất mong là đội chơi chúng ta, đội công nghệ mới, các bạn sẽ phát huy hết cái khả năng của mình, cố gắng nỗ lực như những gì mà các bạn đã cố gắng nỗ lực ở những phần thi vừa qua để có thể vượt qua được phần thi khó khăn nhất chương trình ngày hôm nay. Các bạn đồng ý chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Vâng, 60 giây bắt đầu. Câu 1, ai là người phát minh ra bóng đèn điện? A. Nikola Tesla, B. Thomas Edison hay C. Alexandro Volta? B. Đúng. Câu 2, phát minh đầu tiên của Edison được cấp bằng sáng chế không phải là bóng đèn điện mà là A. máy đếm phiếu, B. ô tô điện hay C. công tơ điện? C. Sai. Câu 3, bóng đèn nóng sáng thực tế đầu tiên của Edison có sợi tóc làm bằng nguyên liệu nào? A. thủy tinh, B. thép hay C. tre? A. Sai. Câu 4, cả cuộc đời Edison đã được trao bao nhiêu bằng sáng chế? A. hơn 1.000, B. hơn 2.000 hay C. hơn 3.000? C. Sai. Câu 5, Edison được dân chúng phong tặng danh hiệu là gì? A. thầy phù thủy khoa học, B. thầy phù thủy sáng chế hay C. thầy phù thủy ở Menlo Park? B. Sai. Câu 2, phát minh đầu tiên của Edison được cấp bằng sáng chế không phải là bóng đèn điện mà là A. máy đếm phiếu, B. ô tô điện? A. Đúng. Câu 3, bóng đèn nóng sáng thực tế đầu tiên của Edison có sợi tóc làm bằng nguyên liệu nào? B. thép hay C. tre? B. B là thép, đúng không ạ? Các bạn trả lời phương án B và rất tiếc, đó không phải là phương án trả lời đúng. Phương án trả lời đúng ở đây không như bạn nghĩ chút nào cả, mà bóng đèn điện nóng sáng thực tế đầu tiên của Edison có sợi tóc làm bằng nguyên liệu rất là lạ, đó là tre cơ. Mà cái điều này thì chắc là đội chơi chưa thể tính tới được, đúng không ạ? Mà có vẻ là các bạn cũng không có cái gì phải băn khoăn nữa, bởi vì các bạn đã thi đấu rất là tốt rồi. Các bạn có một số điểm rất là cao là 6.300 điểm, tương đương với 6.300.000 đồng rồi, đúng không ạ? Và các bạn đã làm cũng cố gắng rất là nhiều ở cái phần thi cuối cùng này. Dù sao thì chúng tôi cũng phải nói lời chúc mừng các bạn thi đấu rất là ấn tượng trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi rất hy vọng là những chia sẻ chúng tôi với tác giả sáng chế, những chia sẻ của những thành viên ban giám khảo và hai đội chơi với quý vị khán giả xem truyền hình sẽ là những kinh nghiệm thiết thực bổ ích để chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng cái thị trường thương mại hóa cái hệ thống quản lý chiếu sáng thông minh Power Eco. Và rất hy vọng là hệ thống này sau khi có những cái đóng góp từ chương trình Sáng tạo Việt sẽ nhanh chóng được đưa ra thương mại hóa một cách rộng rãi để đóng góp thiết thực vào sự phát triển của xã hội. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Sáng tạo Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.